Em xin chào quý thầy cô giáo và các bạn học sinh. Em tên là Trần Phạm Thiên Kim, hiện em đang học lớp 41 trường Trần Bình Trọng, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay em sẽ trình bày về sản phẩm của em. Nó là một ứng dụng học tập giúp các bạn biết thêm về thông tin của các tỉnh và thành phố trong nước ta. Sản phẩm của em có tên là Giới thiệu Việt Nam. Lý do mà em muốn tạo ra sản phẩm này là vì em muốn mọi người hiểu thêm về các thông tin về đất nước Việt Nam. Sản phẩm của em được hoạt động như sau. Đầu tiên em sẽ bấm vào lá cờ màu xanh thì chương trình sẽ bắt đầu chạy. Sau đó nhân vật hướng dẫn viên sẽ chào hỏi và đưa các bạn đi tham quan các tỉnh và thành phố trong nước ta. Và bây giờ hướng dẫn viên sẽ dẫn chúng ta đi tham quan các địa điểm tại Việt Nam. Đây con có thể vừa nói vừa giới thiệu về cái dự án của mình để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Ví dụ mình đang giới thiệu về địa danh nào mình cũng có thể nói, đúng không? À, bởi vì nhân vật ở trong này có đang giới thiệu á thầy. Nhưng mà ví dụ mình vừa nói mình giới thiệu cùng thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn, đúng không? Bây giờ thì hướng dẫn viên sẽ đặt câu hỏi là vậy bây giờ mình đố các bạn tỉnh Đắk Nông thuộc miền gì? Và em sẽ trả lời là miền Trung. Lúc này hướng dẫn viên sẽ nói là hoan hô, bạn trả lời đúng rồi nè. Tiếp theo hướng dẫn viên sẽ tiếp tục dẫn các bạn đi tham quan các tỉnh và thành phố khác. Chương trình giới thiệu Việt Nam của em đến đây là hết.
Bây giờ em sẽ chia sẻ về các nội dung nổi bật trong chương trình này. Đầu tiên là lúc hướng dẫn viên hỏi, vậy bây giờ mình đố các bạn tỉnh Đắk Nông thuộc miền gì? Thì em sẽ chọn lệnh hỏi và đợi. Nếu trả lời bằng miền Trung thì nói hoan hô, bạn trả lời đúng rồi nè trong 2 giây. Nếu không thì nói tiếc quá, bạn trả lời sai rồi, hu hu trong 2 giây. Bạn, trong quá trình em làm ra sản phẩm này thì em không gặp khó khăn và em làm sản phẩm trong vòng 5 ngày. Em vẫn muốn làm thêm nhiều địa điểm nữa để các bạn có thể tham quan nhiều địa điểm hơn. Bài thuyết trình của em đến đây là kết thúc. Em xin cảm ơn quý thầy cô giáo và các bạn học sinh đã lắng nghe phần thuyết trình của em. Sau đây em xin mời thầy giáo và các bạn nhận xét cho sản phẩm của em. Rồi, cảm ơn bài thuyết trình của bạn là Thiên Kim, một dự án khá là thú vị đúng không? Thầy mời các bạn chia sẻ về dự án của bạn nào. Thầy mời Tùng Bách nào. Con thưa thầy là dự án của bạn cũng ổn ạ. Thầy mời Cao Thắng nào. Thưa thầy là mình thấy hình như là cái lời nói có gì đó sai ấy. Để nói sai sai ở chỗ nào con? Mình ấy ghi là tỉnh ấy, thì bạn ấy ghi là tỉnh ấy. À, có nghĩa là bạn viết sai chính tả một số chỗ đúng không? Rồi. Cảm ơn bạn Cao Thắng. Công an. Thầy mời Minh Châu nào. Minh Châu có chia sẻ gì về dự án được bạn? Con thấy bài làm của bạn sáng tạo và bạn thuyết trình tốt rồi ạ. Rồi, cảm ơn bạn Minh Châu. Rất vừa đến với bài thuyết trình của bạn Thiên Kim, thầy có chia sẻ như sau. Về các bước thuyết trình thì thấy bạn Thiên Kim thực hiện rất là tốt các bước thuyết trình. Về kỹ năng thuyết trình thì Thiên Kim có kỹ năng thuyết trình tốt, nói to, rõ ràng, chia sẻ rất là rõ ràng về cái phần dự án của mình. Thầy khen bạn Thiên Kim về phần thuyết trình nha. Về cái dự án thì ở đây con đã làm một cái dự án khá là khác so với cái dự án mà chúng ta đã được học, đúng không? Tuy nhiên thì theo thấy đây là một cái dự án rất là tốt. Cái dự án này nó trên cái nền tảng của một cái dự án mà sau này các bạn sẽ được dự án mà chúng ta được học rồi ấy. Đúng nhỉ? Nó chính là cái dự án gì nhỉ? Dạng như kiểu dự án gì nhỉ? Tìm kiếm các di sản ở thế giới. Các bạn còn nhớ cái dự án đó không? Tùng Bách có nhớ cái dự án tìm kiếm di sản thế giới không? Có Thì ở đây bạn là Thiên Kim đã vận dụng những cái kiến thức của cái dự án đó là tìm kiếm các di sản thế giới, vận dụng cái khối lệnh hỏi và đợi để đưa vào trong cái nội dung của bài này. Đó, thì theo thấy đây là một cái sự vận dụng rất là tốt. Và theo dây rất là thích cái phần sự sáng tạo này của con đó. Trong cái bài này thì bạn đã lựa chọn được các cái nhân vật này, hình ảnh đưa vào trong bài khá là phù hợp đó, và chúng ta thấy những cái hiệu ứng rất là đẹp mắt. Thứ hai đó là cái trải nghiệm sử dụng sản phẩm và phần lập trình thì theo thấy là con đã lập trình tốt cái dự án này, và đây con có rất là nhiều sự sáng tạo về kịch bản, sáng tạo về nhân vật, lựa chọn các cái hình ảnh đưa vào nội dung của trong bài và xây dựng thành một cái kịch bản để giới thiệu xuyên suốt các cái địa danh ở trong đất nước của chúng ta, đúng không? Thầy hỏi một chút, đó là các cái thông tin liên quan đến các địa danh này thì Thiên Kim có tham khảo ở đâu không? Ví dụ như là Thiên Kim về lấy các cái thông tin về cái thủ đô Hà Nội này, các cái địa danh nổi tiếng chẳng hạn, thì con có tham khảo cái nguồn nào không? Dạ, con có tham khảo trên Google Ừ, và những đúng rồi. cái thông tin con có học ở trên lớp. Rồi, có nghĩa là các cái địa danh này, các cái thông tin về địa danh thì hiện nay chúng ta có trang Google và chúng ta có thể tra cứu khá là thuận lợi, đúng không? Chắt lọc các cái thông tin để chúng ta có thể lấy thông tin đưa vào trong bài. Thì đây là điều thầy rất là muốn, mong muốn là các bạn, đó là chúng ta thời buổi công nghệ số rồi. Các bạn nên vận dụng các cái kiến thức đã học này, vận dụng cái tài nguyên ở trên mạng, chúng ta có thể tìm kiếm các cái thông tin giống của Thiên Kim, có thể lấy được các cái thông tin cần thiết và chúng ta đưa vào trong cái nội dung của bài. Được chưa? Đánh giá chung về cái phần dự án của con thì thầy thấy phần thuyết trình của con rất là tốt và dự án của con rất là tốt. Rồi, thầy khen bạn Thiên Kim về phần dự án này nha.